bao bì đẹp mắt, lại là hàng nhập ngoại, vào cửa hàng tiện lợi lại càng đắt khách. Có, tại vì nhìn nó khá là bắt mắt, sẽ tin tưởng thôi, bởi vì mình nghĩ rằng là khi mà hàng đã nhập vào siêu thị bán, về cái tâm lý chung thì mình có thể tin tưởng cái sản phẩm đấy. Thưa quý vị, đây là một hộp bánh có xuất xứ ở Thái Lan mà tôi vừa mua ở cửa hàng tiện ích này. Tất cả các thông tin trên nhãn mác của sản phẩm thì cũng khá đầy đủ về nơi sản xuất cũng như là hạn sử dụng. Nếu quý vị là một người tiêu dùng khó tính nhất thì có lẽ vẫn sẽ quyết định mua sau khi xem xong cái sản phẩm này. Thế nhưng có một sự thật hoàn toàn khác nằm đằng sau của cái bao bì này. Cơ sở kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ HD ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chiếc máy dập đát này là thứ hô biến những gói bánh nhập ngoại hết hạn sử dụng, vốn là thứ bỏ đi, thành loại bánh vừa mới ra lò. Và đây là những hình ảnh hai nhân viên của công ty đã bị các trinh sát của đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 11 bắt quả tang khi đang có hành vi gian dối nâng thêm hạn dùng cả năm rưỡi cho những chiếc bánh đã hết hạn từ nửa tháng trước. Cái này thì là công ty HD đã dập lại ngày sản xuất và hạn sử dụng để đóng gói lại những cái sản phẩm như thế này tại hết hạn từ tháng 4 năm 2016 nhằm mục đích buôn bán ra thị trường kiếm lời bất chính. Đây cũng chỉ là một trong 4 loại bánh đã hết hạn sử dụng bị phát hiện tại kho xưởng công ty này. Các đối tượng in bao bì nhãn mác tại Việt Nam và có các cái mã số mã vạch cũng như ghi trên sản phẩm là Made in Thái Lan được công nhân thay các cái gói đã hết đát đưa vào cái bao bì mới để nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ hàng tấn bánh kẹo và bao bì nhãn mác vi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ. Có lẽ quý vị cũng như tôi phải không ạ? Vô cùng sửng sốt. Còn về phía cơ sở kinh doanh thì sao? Nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, đó có thể là thứ xa xỉ mà họ không thể nghĩ đến. Theo cơ quan chức năng, mục đích lớn nhất đó chính là lợi nhuận và bằng cách nào thu về nhiều lợi nhuận nhất có thể. Khi bị bắt quả tang hành vi xóa nhãn cho bánh kẹo hết hạn sử dụng, nhân viên công ty này đã thừa nhận. Một năm lại đây thì công ty thay đổi sản phẩm này bởi vì là do cái sản phẩm cũ nó dễ móp méo và có thay đổi đấy. Trên giấy tờ, công ty cũng xuất trình được tờ khai hải quan, công bố chất lượng cho nhiều loại bánh kẹo nhập về. Thế nhưng, thực chất đó chỉ là bình phong để cơ sở này tiêu thụ bánh kẹo cận hạn sử dụng, được nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng hóa thường là gần cận đát và sắp hết hạn sử dụng, thường cái hàng hóa đó rẻ hơn. Và khi mà đưa về thì công ty chỉ đạo nhân viên thay đổi cái nhãn mác để bán lại cho người tiêu dùng. Trong khi đó, ngay cả khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang nhân viên thay đổi nhãn mác bánh kẹo hết hạn, thì lãnh đạo công ty vẫn khẳng định chỉ là hàng nhập về để thử nghiệm, chưa từng bán ra thị trường. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà có thể ăn được. Mà lúc cận đát thì cái sản phẩm chất lượng nó vẫn rất là ngon. Thì với những cái sản phẩm này thì bao giờ công ty cũng sẽ ưu tiên là cho nhân viên trước. Nếu mà ăn thì tự ăn, đem về cho thì tự cho. Khi không còn bao bì sản phẩm nữa thì cái đát này tôi nghĩ nó không còn quan trọng. Cái việc mà cho để ăn thì là chuyện bình thường. Lãnh đạo công ty khẳng định chưa bán ra thị trường. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào mà những hộp bánh của công ty này vẫn được bán tràn lan tại các chuỗi cửa hàng tiện ích ở Hà Nội. Theo người bán, khách hàng của những loại bánh kẹo ngoại nhập này chủ yếu là trẻ em. Hiện chương trình đã lập danh sách những địa điểm, cơ sở có tình trạng sản xuất và phân phối, sử dụng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm sạch được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã được chúng tôi đăng tải và sẵn sàng tiếp nhận đăng ký thực phẩm sạch của các doanh nghiệp. Chi tiết có trên trang fanpage của Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn.